Tuyệt rồi. Cháy rồi. Tự nhiên tuyệt các bạn. Tuyệt rồi. À, kia cháy em đi rồi. Tuyệt rồi. Khét chưa? Thấy có mùi khét khét nhưng mà chưa thấy có khói ạ. Hay là bây giờ tháo luôn đi. Đang thiện video thì em tháo luôn các bác, không để kiểm chứng là em đang đánh một đôi loa bát như thế này. Đấy. Một đôi loa bát 1000 là 200W như thế này. Thì tiện video đây thì em tháo luôn các bác xem quan sát luôn, không lẽ các bác lại bảo em là nói phét mang con âm ly ra cân đôi 75 thì nó hơi ngược đời tí. À. Đấy nhá, bây giờ em sẽ chính thức em sẽ lấy máy em tháo ra cho các bác xem luôn này, ruột gan của nó. À, nhìn sơ qua ở bên ngoài nó đã giống nhau chưa các bác? Đây. Rất chi là giống nhau nhé, cùng một loại luôn đấy, 1200W một kênh đấy, một chiếc đấy. Thì cho các bác tin tưởng hơn thì em tháo ra để so sánh nhé. Em là đang đánh cái bát như này và công suất 1200W một chiếc. À, và cân sức với âm ly 35 max là 420W một kênh. Xương chất lượng. Ừ. Giữ. Sắp xong rồi. Dục ghê. Trời, vỗ mẹ chở. Vỡ đánh cái đéo vỡ chở nhỉ. Đẩy vẫn mạnh. Vỡ hết rồi. Đéo chịu được. Thôi các bác xem chưa? Đúng nó chưa? 1200W một chiếc. Tổng hai cái là 2400 cộng với chiếc nữa 700W là tổng là 2700W một chiếc. Mà cân sức với ba la mắc 450W một bên. Hầm hố chưa? Check độ thì 725 check mới to kia thôi, bình thường không có đâu. Ừ. Đúng không? Đây là check độ của ZTK nhé. Tất cả đều check của ZTK cùng hãng của Hàn Quốc hết. Vỡ chở luôn. Vỡ chở luôn, oánh. Đấy là vỡ từ trước rồi. Tìm sản phẩm hỗ trợ đi, tôi đã trải nghiệm rồi. Thực sự là tuyệt vời. Ok chưa? Tuyệt rồi, cháy rồi. Tự nhiên tuyệt các bạn. Tuyệt rồi. À, kia cháy em đi rồi, tuyệt rồi. Khét chưa? Thấy có mùi khét khét nhưng mà chưa thấy có khói ạ. Để em tắt đi, em bật lại nhá. Đóng rơi lên tạch phát. Cái này khả năng là do nó chạy oánh quá sức nên nó rơi lên là ngắt. Hệ thống bảo vệ công suất của âm ly nó sẽ ngắt. Đấy. Thì là bây giờ em sẽ bật lại xem nó có chạy không nhá.
Vâng, giờ le lại đóng, khả năng lại chạy. Đó. Đấy, thì em đã tháo nó ra cho các bác xem này, đúng là nó là một quả 1200W cân sức với thằng Panamax này. Thì so sánh về nó thì là thằng Panamax này thì nếu đánh ở cái mức tương đối tí thì là nó không thể chịu được, bởi nó rất nóng. Nó rất nóng, tỏa nhiệt rất nóng luôn. Thì nó kéo một cặp 725 này thì là thực sự là nó sẽ đuối. Đấy. Còn để chơi trong nhà mà chơi tầm 10 giờ là khá chơi được. Chơi trong nhà thì là nó sẽ rất ok. Đấy. Quánh 10 giờ là đánh được. Quánh 10 giờ là cho các bác quánh gọi là động đất luôn. Tẹt mũ. Quánh động đất luôn nhá. Đấy, còn bác quánh quá lên là nó sẽ bị vỡ tiếng. Và tự nhiên lại mất động đất luôn và im bặt luôn đấy nhá. Rồi. Video của Đức Hiền đến đây sẽ là kết thúc. Và hẹn các bác một cái video mới tiếp theo. Sẽ review một số những sản phẩm cực kỳ là hay cho các bác xem. Và các sản phẩm đó hiện tại đang có tại Đức Hiền. Video tiếp theo Đức Hiền sẽ giới thiệu cho các bác một con vang số mới được nhập về tại Đức Hiền Audio. Con vang số này là con có 5 cấp độ trung hú, cực kỳ kinh điển, cực kỳ là kinh vãi và linh hồn.